đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Tối ngày 15 tháng 8, Dương Mịch nhận lời mời tham dự một sự kiện livestream giao lưu cùng với fan. Thời gian gần đây, người đẹp tam sinh tam thế liên tục gây bão với video ngày càng sexy và táo bạo. Vậy nhưng, xuất hiện tại sự kiện ngày hôm qua, cô nàng gây bão toàn cõi mạng với hình ảnh ngọt ngào, trẻ trung tựa thiếu nữ 18, lựa chọn cho mình chiếc áo khoác xanh cùng kiểu tóc xoăn nhẹ. Dương Mịch khiến các fan suýt xoa vì video tươi tắn, tràn đầy sức sống. Là khoảnh khắc chụp từ livestream của nàng, Bạch Thiển, đang được truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt trên Weibo, chứng minh cho sức hút của nàng, gái độc thân, đắt giá nhất nhì showbiz này. Năm nay 35 tuổi, nhưng người đẹp nhận được rất nhiều lời ngợi khen vì video như thiếu nữ đôi mươi. Lớp trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật những đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn của Dương Mịch. Không chỉ vậy, cô nàng còn lý lắc với loạt biểu cảm siêu cưng. Các fan còn đùa nhau rằng, Dương Mịch như bé 3,5 tuổi chứ không phải 35 tuổi nữa. Bên cạnh đó, studio của nữ diễn viên cũng đã chia sẻ thêm về bộ ảnh tiết lộ tạo hình của Dương Mịch khi tham gia sự kiện này. Cô nàng tiếp tục diện phong cách mặc quần ngắn khoe triệt để vóc dáng và đôi chân siêu lem. Ngày 16 tháng 8, Định Luật Tình Yêu 80-20 lại hé lộ thêm nhiều ảnh hậu trường của cặp đôi Dương Mịch, Hứa Khải. Có thể thấy sau một thời gian quay phim chung, tương tác giữa cặp đôi đã tốt lên rất nhiều, bớt cảm giác chị em bạn gì trước đó. Đề tài cưới trước yêu sau tuy không mới, nhưng với sự góp mặt của Dương Mịch và Hứa Khải, Định Luật Tình Yêu 80-20 được nhiều khán giả dự đoán sẽ tạo nên cơn sốt bởi những phản ứng hóa học rất ngọt ngào. Mới đây, loạt ảnh hậu trường của Định Luật Tình Yêu 80-20 đã được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến netizen dần dần thích thú và mong chờ phim Định ngày lên sóng. Theo hình ảnh, Dương Mịch và Hứa Khải đang cùng nhau ôm ấp trên đường phố. Đàn trai có phần nũng nịu khi ngồi xuống và ôm trầm lần đàn gái. Dương Mịch cũng chả ngần ngại để biến bản thân trở thành nơi gửi gắm ân tình, thản nhiên để đàn em áp mặt vào ngực. Có thể thấy, sau thời gian dài gắn bỏ, xúc tác giữa Hứa Khải và Dương Mịch đã tiến triển lên rất nhiều, bớt cảm giác chị em. Trên mạng xã hội nhiều mọc phim đã tỏ ra vô cùng thích thú trước tương tác đầy đường này của Hứa Khải và Dương Mịch. Đa số đều đồng ý rằng, cả hai vô cùng đẹp đôi và hy vọng Định Luật Tình Yêu 80-20 sẽ giúp Hứa Khải phá vỡ lời nguyền thánh vlog của màn ảnh hoa ngữ. Ngay từ lúc chưa phát sóng, chương trình Skit Dancer of China 4 đã làm dậy sóng cộng đồng mạng với rất nhiều chủ đề liên quan tới các thí sinh, bốn vị đội trưởng đầy tài năng. Bất chấp những drama bổ phổi trong những ngày qua, Skit Dancer of China 4 vẫn đạt được chỉ số nhiệt độ gần 9.800. Đây quả thật là một kết quả đáng mừng đối với ekip sản xuất, bốn vị đội trưởng và các thí sinh tham gia. Tập đầu tiên của chương trình truyền hình đây chính là Nhảy Đường Phố 4 vừa lên sóng vào tối ngày 14 tháng 8 với sự góp mặt của các đội trưởng Vương Nhất Bác, Hàn Canh, Trương Nghệ Hưng, Lưu Hiển Hoa. Trong chương trình, Vương Nhất Bác thay đến 3 bộ trang phục. Bộ đầu tiên là dùng trong tiết mục nhảy mở màn. Bộ tiếp theo có màu đỏ và bộ còn lại có màu xanh dương. Khi mặc bộ thứ 3, chẳng biết có tình tiết gì khiến Vương Nhất Bác phấn khích mà anh chàng cởi luôn áo khoác ngoài, chỉ mặc mỗi áo ba lỗ màu trắng rồi nhún nhảy theo nhạc. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh này. Một số người khen ngợi làn da trắng sáng cùng động tác có phần sexy của ngôi sao phim Trần Tình Lệnh. Dẫu vậy, cũng có không ít khán giả chọc ghẹo Vương Nhất Bác bằng nhận xét sao trông anh chàng giống như cao 1m5 hoặc cái áo ba lỗ đã nuốt mất chiều cao. Đây chính là Nhảy Đường Phố 4 phát sóng trên Youku từ tối ngày 14 tháng 8. Tại Việt Nam, chương trình cũng được phát ở ứng dụng Viu. Trong tập 1 vừa lên sóng, Vương Nhất Bác có biểu hiện khá tốt. Trong Skit Dancer of China 4, mỗi đội trưởng đều có một nét đặc trưng riêng biệt. Trong đó, đội trưởng nhỏ tuổi nhất Vương Nhất Bác vẫn luôn được mọi người ưu ái. Sau khi tập 1 của chương trình vừa phát sóng, trên mạng Weibo đã có rất nhiều hot search chủ đề liên quan đến Vương Nhất Bác. Có thể thấy, tên tuổi của vị đội trưởng sinh năm 1997 này liên tục được người qua đường và fans thảo luận sôi nổi. Các dancer chuyên nghiệp cũng rất tích cực gửi lời khen cho Vương Nhất Bác. Dancer Diệp Âm, quán quân của đây chính là Nhảy Đường Phố mùa 2, nhận xét về Vương Nhất Bác là: cậu ấy hiểu mọi thứ rất nhanh, giống như kiểu tôi nói gì ra là cậu ấy hiểu ngay vậy đó. Cậu ấy cũng học được các động tác trong thời gian rất ngắn. Ví dụ như khi tôi biên ra một số động tác trên sàn, cậu ấy có thể thực hiện ngay lập tức. Từ lúc biên đạo cho đến lúc học động tác, cậu ấy đều làm nhanh hơn những gì tôi suy nghĩ. Chẳng những vậy, Vương Nhất Bác còn cho ngược lại ý kiến về các động tác nữa. Không chỉ nhận được lời khen từ các dancer chuyên nghiệp, Vương Nhất Bác còn nhận về hàng loạt điểm cộng từ người qua đường khi tập 1 của chương trình chính thức lên sóng.
Có khá nhiều video diễn sân được đăng tải trên Bilibili với lượt xem cao, đều khen khả năng vũ đạo của nam nghệ sĩ này rất giỏi, động tác thoải mái, khớp nhạc mà biểu cảm kết hợp với điệu nhảy cũng rất đáng yêu, biết thu, biết phóng, khiến cho màn biểu diễn càng thêm đặc sắc. Trong năm qua, Vương Nhất Phát đạt nhiều thành công nhờ chương trình Đây Chính Là Nhảy, Đường Phố 3 và Thiên Thiên Hướng Thượng. Bộ phim Hữu Phỉ mà Vương Nhất Phát đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh tuy không đại bạo nhưng vẫn để lại ấn tượng tốt với khán giả. Trong năm 2021 này, Vương Nhất Phát được kỳ vọng sẽ có bước đột phá vượt bậc. Sau 2 tuần tạm giam, phía cảnh sát chính thức bắt giữ Ngô Diệp Phàm vì tội cưỡng gian. Đây là idol Cbiz đầu tiên trong lịch sử phạm tội nghiêm trọng như thế này. Cách đây hơn 2 tuần, cộng đồng mạng châu Á và thế giới chấn động trước thông báo của Công an thành phố Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc, cho biết Ngô Diệp Phàm đã bị tạm giam vì nghi ngờ liên quan đến tội cưỡng gian. Kỳ đến nay, vụ án đã có diễn biến mới, phía cảnh sát đã phê chuẩn việc bắt giữ nghi phạm hình sự Ngô Diệp Phàm. Căn cứ theo thông báo của Công an thành phố Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc, cho biết Ngô Diệp Phàm nhiều lần dụ dỗ các thiếu nữ quan hệ tình dục. Thông qua kết quả điều tra, Ngô Diệp Phàm, nam, 30 tuổi, quốc tịch Canada, bị giam giữ vì tình nghi cưỡng hiếp, vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra. Từ tạm giam cho đến bắt giữ hình sự đối với Ngô Diệp Phàm cho thấy chứng cứ mà cảnh sát thu giữ được chứng minh cựu minh tinh thật sự đã phạm pháp. Dù dư luận đã lường trước sự việc nhưng với tin tức này vẫn khiến nhiều người cảm thấy sốc trước con người ghê tởm của Ngô Diệp Phàm. Có lẽ ngày hầu tòa định tội và ra mức phạt với Ngô Diệp Phàm sẽ sớm diễn ra trong nay mai. Trước một tiếng có tin từ cục cảnh sát, ba nền tảng video lớn nhất của Trung Quốc là Tencent, Youku, iQIYI đều gỡ bỏ toàn bộ các tác phẩm của Ngô Diệp Phàm, chỉ để lại những đoạn clip thông báo về tội trạng của anh ta. Chắc hẳn những nền tảng này đã nắm được tin tức trước vài tiếng và kịp thời xóa bỏ, không để hình ảnh tên tội phạm còn nhẫn nhơ xuất hiện trên hệ thống của mình. Idol cưỡng hiếp fan phải vào tù là một điều trước đến nay chưa từng có trong giới giải trí Hoa ngữ, tạo nên cơn chấn động cho toàn châu Á và lan ra cả quốc tế. Ngô Diệp Phàm nay không nổi tiếng với danh phận, vai trò ca sĩ nữa mà là tên tội phạm khiến người đời khinh bỉ. Sau khi hay tin, nhiều dân mạng đổ xô đi hóng biến, đồng thời chờ đợi động thái mới nhất từ phía Đô Mỹ Trúc, người có công lớn nhất trong việc khui ra scandal của Ngô Diệp Phàm. Không lâu sau đó, netizen đã truyền tay nhau đoạn tin nhắn được cho là của Đô Mỹ Trúc gửi tới mọi người trong nhóm fan của mình. Trong tin nhắn, Đô Mỹ Trúc bày tỏ sự hào hứng sau khi nhận được tin. Cô viết, cuối cùng cũng đến rồi. Cảm ơn Công an Triều Dương, họ thật tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người. Từ một hotgirl bị công chúng nghi ngờ tung tin đồn bịa đặt, cuối cùng Đô Mỹ Trúc đã thực sự vạch trần được bộ mặt thật của Ngô Diệp Phàm, góp phần đưa tội ác của cựu minh tinh ra ánh sáng. Lúc này, nhiều người không khỏi cảm khái trước toàn bộ vụ việc và quyết tâm của Đô Mỹ Trúc. Chẳng ai ngờ rằng một hotgirl tầm thường, chẳng mấy nổi tiếng có thể hạ bệ siêu sao hạng A đứng đầu lưu lượng Cbiz. Nhưng hành động dũng cảm của Đô Mỹ Trúc đã đem lại kết quả đáng kinh ngạc. Nhiều người còn sợ hãi cho rằng nếu không có cô, liệu bao nhiêu người sẽ tiếp tục bị Ngô Diệp Phàm lừa dối, lạm dụng. Sự thật chứng minh mọi tội ác đều phải trả giá, dù sớm hay muộn. Theo luật sư tiết lộ, tội trạng của Ngô Diệp Phàm sẽ phải ngồi tù ít nhất 5 năm, không có cơ hội bảo lãnh tại ngoại. Được biết hiện tại, mẹ của Ngô Diệp Phàm vẫn tích cực thuê luật sư, chạy vẫy khắp nơi để nhờ người giúp đỡ con trai thoát khỏi cảnh tù tội. Trong một diễn biến khác, Hiệp hội ngành biểu diễn Trung Quốc bất ngờ đăng thêm một văn bản lên án hành vi vô đạo đức của Ngô Diệp Phàm. Nội dung của văn bản này nói rõ, trường hợp của nam ca sĩ là tấm gương cảnh báo các nghệ sĩ phải nâng cao nhận thức về pháp luật, tiêu chuẩn đạo đức với tư cách là người của công chúng. Là một ngôi sao hàng tốt với lượng fan hùng hậu, điều mà Ngô Diệp Phàm đã vi phạm pháp luật gây ra tác động xã hội vô cùng tồi tệ và không thể cứu vãn. Ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình không thể dung thứ cho hành động này. Lời tuyên bố còn có đoạn, sau khi chịu án theo sự trừng phạt của pháp luật, Ngô Diệp Phàm cũng sẽ phải đối mặt với việc bị kỷ luật và tẩy chay. Có thể nói, đây được coi là tuyên bố phong sát thứ hai giáng xuống cho Ngô Diệp Phàm. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nghệ sĩ nhận tới hai văn bản phong sát căng đét nhường này. Bộ ảnh lấy cảm hứng từ thiên nhiên của cảnh điềm đã mang đến làn gió tươi mới cho netizen xứ Trung sau ngày dài hít hà drama. Cảnh điềm hóa nàng thơ trong bộ ảnh mới, khí chất kinh diễm khiến sao trẻ chạy dài. Trong bộ ảnh lần này, cảnh điềm mang đến một làn gió mới, gột giữa cho Cbiz vốn đầy dẫy ồn ào trong thời gian qua. Người đẹp diện váy in họa tiết dâu tây và hoa hồng, mái tóc buông xõa thể hiện tinh thần tự do, giao thoa với thiên nhiên, cỏ cây, đất trời. Cảnh điềm lựa chọn lấy út trang điểm nhẹ nhàng, với điểm nhấn vào đôi môi tông hồng ngọt ngào.
Màu son vốn là nỗi ám ảnh của nhiều chị em, nhưng lại được mỹ nhân Cbiz chinh phục dễ dàng. Về phần phụ kiện, Cảnh Điềm lựa chọn hoa tai họa tiết cherry để đồng điệu hơn với concept. Nhìn khoảnh khắc cô nàng thả dáng giữa chùm hoa, không ít fan hâm mộ đã liên tưởng đến hình ảnh nàng thơ xé tranh bước ra. Bộ ảnh tuy được chụp vội và không có quá nhiều sự đầu tư về bối cảnh lẫn trang phục, nhưng phần nào tôn lên nét đẹp vượt thời gian của Cảnh Điềm. Có thể thấy, ở độ tuổi 33 nhưng Cảnh Điềm vẫn duy trì được nét xuân thì, gương mặt tươi trẻ, làn da mịn màng, khí chất kinh diễm. Tất cả những yếu tố này giúp người đẹp Tây An xây dựng thành công danh xưng biểu tượng nhan sắc Cbiz, bước chân vào ngành giải trí từ năm 16 tuổi. Trong 17 năm hoạt động nghệ thuật, đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh thường xuyên bị khán giả chỉ trích về khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được nét đẹp hiếm có khó tìm của cô. Cũng chính dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn này, Cảnh Điềm thường xuyên bị gán mác gà của đại gia. Trải qua khoảng thời gian ảm đạm, hiện tại danh tiếng của Cảnh Điềm đã có dấu hiệu khởi sắc. Tập phát sóng mới nhất của chương trình thực tế Manh Thám 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 Án, Manh Thám Tra Án, làm khán giả dưng dưng xúc động vì sự thể hiện quá xuất sắc đến từ Dương Tử. Dù chỉ là thực hiện thử thách do chương trình đưa ra, nhưng Dương Tử lại bày tỏ những câu chuyện khiến ai nghe cũng rạnh lòng. Dương Tử đội tóc giả màu đen, mặc áo rộng thùng thình. Nữ diễn viên xinh xắn như búp bê với cách nói chuyện tự nhiên, thoải mái. Sau mấy câu chào hỏi ban đầu, Dương Tử bắt đầu khóc rồi nhắc đến gia đình. Dương Tử kể chuyện xúc động đến mức Hoàng Tử Thao cũng rơi nước mắt theo. Còn Na Anh thì dưng dưng không kìm được cảm xúc. Nhìn Dương Tử khóc đến trôi cả son phấn, tóc tai bết dính lại, netizen vô cùng bất ngờ. Thông điệp mà Dương Tử nhắn gửi trong chương trình là con cái phải dành nhiều thời gian cho bố mẹ hơn. Bởi vì nhiều người cứ mãi miết làm việc rồi chạy theo ước mơ, rồi đến ngày kia ngoảnh lại thì bố mẹ đã chẳng còn khỏe mạnh nữa. Trên mạng xã hội, nhiều người khen ngợi Dương Tử chân thật, sống tình cảm, biết cách quan tâm và sẻ chia với mọi người. Cũng có khán giả đánh giá cao nhan sắc, diễn xuất của Dương Tử với những lời khen có cánh. Hiện tại, Dương Tử đang chuẩn bị tham gia chiến dịch quảng bá cho phim Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều. Phim đã có lịch phát sóng là từ ngày 8 tháng 9 năm 2021 trên đài Hồ Nam, Trung Quốc. Thấy Dương Tử khóc mà Hoàng Tử Thao cũng nghẹn ngào theo. Tập cuối của show thực tế Manh Thám 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 Án mùa đầu tiên vừa lên sóng cùng với những trò tung hứng hài hước đến từ các nghệ sĩ. Vẫn như thường lệ, bộ đôi nhiều chiêu trò là Dương Tử, Hoàng Tử Thao chiếm hết mọi spotlight. Trên chương trình, Dương Tử lộ vóc dáng bé xíu khi diện áo rộng thùng thình. Ở tập này, Dương Tử không được phân cho vai trò đặc biệt gì. Thế nhưng nữ diễn viên của Hương Mật tựa khói xương vẫn tỏ ra nguy hiểm bằng cách ra ám hiệu cho Hoàng Tử Thao hãy nghe theo lời mình. Cảnh Dương Tử, Hoàng Tử Thao đứng túng lụng ở một nơi rồi bàn mưu tính kế gây thích thú cho khán giả. Dù chỉ là tham gia show thực tế, nhưng Dương Tử tỏ ra khá chăm chú. Nữ diễn viên nhập vai thuần thục và làm người xem cười ngất vì màn tỏ ra nguy hiểm, vô cùng điêu luyện. Tại show Manh Thám 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 Án, Dương Tử, Hoàng Tử Thao đã có nhiều lần gây náo loạn màn giải trí vì tương tác kiểu không giống ai. Có lần nọ, Hoàng Tử Thao, Dương Tử được đàn anh gán ghép thành đôi, vừa nghe xong, Dương Tử đã làm động tác đập đầu vào gốc cây tỏ rõ sự phẫn nộ. Còn Hoàng Tử Thao vội vã chối từ mà chẳng màng đến chuyện làm Dương Tử tổn thương. Sau đó, netizen đồng loạt cho rằng Dương Tử, Hoàng Tử Thao chỉ có thể làm bạn bè đồng nghiệp tốt mà thôi.